Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong chuyến khuôn khổ video này, em vừa về một chiếc Toyota Cross phiên bản 1.8V, ngoại thất màu trắng ngọc trai, vừa vẫy cẩu từ cảng về và vẫn đang dàn cái miếng bảo vệ ở đây ạ. Trong khuôn khổ video này thì em xin phép giới thiệu về ngoại thất chiếc xe 1.8V cũng như cung cấp cho anh chị thứ nhất là về cái giá bán của tháng 5 năm 2022, cũng như là cái chi phí để anh chị có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường. Cross 2022 thì được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Lần lượt các phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Thì giá phiên bản 1.8G có giá niêm yết là 736 triệu. Phiên bản 1.8V có giá niêm yết là 846 triệu. Phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 1.8HV, là bản xăng điện đấy, có giá niêm yết là 936 triệu. Thì trong khuôn khổ video này em giới thiệu về ngoại thất chiếc xe 1.8V và có ngoại thất màu trắng ngọc trai, thì em sẽ xin phép là hướng dẫn cho anh chị cái chi phí hàng chừng chi phí lăn bánh chiếc xe này. Thì xe là ở trong tháng 5 này là những cái xe nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài thì đều không được giảm thuế cả, nên thuế vẫn là 10%, 846 triệu cộng với chi phí thuế này, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm sẽ rơi vào khoảng 930 đến 940 là có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường. Còn về cái chính sách trả góp thì bên em hỗ trợ cái xe này lên đến là 80% giá trị xe, có nghĩa là anh chị chỉ cần trả số tiền ban đầu là 20%, giá trị xe là 169 triệu cộng với cái chi phí thuế, chi phí bảo hiểm rồi phụ kiện ấy, thì nó sẽ ra biển nó rơi khoảng tầm 200-270 là anh chị có thể là mang chiếc xe ra ngoài đường rồi, mang về nhà rồi. Mà để so sánh với các phiên bản thì phiên bản này đều là được anh chị lựa chọn nhiều nhất trong khoảng 2 năm vừa qua. Thứ nhất là về các lý do như sau. Thứ nhất là phiên bản này đầy đủ option như phiên bản xăng điện, mà nó lại là máy thuần xăng, nó là một cái gì đấy theo đa số khách hàng thì sẽ yên tâm hơn khi là chạy máy thuần xăng, nên là nó là một cái dòng xe chạy nhất của Cross. Còn so sánh phiên bản này với phiên bản xăng tiêu chuẩn thì hai phiên bản đều giống nhau về kích thước khung gầm, cả mặt giác lái cũng như là động cơ, thì nó khác nhau về những cái sau, ví dụ như là đầu tiên là về cái cam 360 này, sau đó là đến cái Toyota City Sense giữa làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh, tiếp theo là về cái cam 360, về cái la răng nhỏ hơn và sẽ là chỉ là răng phay xước, là la răng đúc thôi. Còn ngoài ra là nữa là cái cửa sổ trời, giá nóc và thêm một cái cuối nữa là cái màn hình ở phía bên trong xe. Thì hai phiên bản chênh nhau là 100 triệu, ra biển là chênh nhau khoảng hơn 101. Thì hai phiên bản đấy nó khác nhau về những cái đấy. Thì đối với anh chị khoảng 110 triệu anh chị lựa chọn phiên bản nào? Còn trong khuôn khổ video nhanh này, em sẽ giới thiệu cho anh chị về ngoại thất chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V màu trắng ngọc trai, và tính cho anh chị cái chi phí lăn bánh của tháng 5 năm 2022, và phân tích cho anh chị một chút để lựa chọn các phiên bản làm sao nó phù hợp nhất. Và trong cái thời điểm này thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề như là trả góp này, về màu sắc, về lịch xe, về các ưu đãi của xe, thì có thể liên hệ số em hoặc số online em trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.